ở đây giờ hồi đó nuôi càng cái, càng cái càng đực lộn xộn của các bạn. Còn giờ là mình nuôi càng đực không à, kêu mình toàn đực các bạn, không có nuôi càng cái nữa. Thì càng cái thì nó nằm, chào cả các bạn nha, thì mấy ký tôm càng các bạn. Cái này tôm càng này các bạn, mình luộc thử, mới mình luộc ăn chấm muối tiêu đó các bạn. Các bạn ơi, tôm luộc này mình ăn với mớ ớt các bạn. Rồi mời tất cả các bạn ăn tôm càng với hai cho con mình ha. Ăn tôm này cái gì? Ăn tôm gì cũng được. Thôi. Tôm đọt đi, tôm đọt. Hả? Này. Cơm. Này ngon nè, cái này ngon nè. Này này thì con cơm đó nó đạp vô giò con. Con này nè, con này mới ngon con hơn con đó nè. Đi. Có nè. Có nè được rồi. Cái con tôm càng các bạn, thì mấy con lọt này nè mình ăn mới ngon thôi các bạn. Rồi mời tất cả các bạn cùng ăn với mình ha. Để mình review thử. Cũng ngon. Cái tôm càng này các bạn thì cũng có quanh năm chú, quanh năm đó các bạn. Mà vô vụ là khoảng tháng 11 đến tháng chạp các bạn. Tháng 12 á. Gần Tết đó các bạn. Tháng 11 tới gần với tháng 12 gần Tết đó. Là nhiều lắm. Này còn cái này làm muối cương chanh còn ngon hơn nữa. Wow. Cắt thịt ha. Cắt thịt đó các bạn. Tại tôm này cũng tươi các bạn. Mới bắt hồi sáng à. Rồi giấc này mình về mình luộc mình ăn. Ngon. Đó vậy. Sao này lột em lớn rồi bạn. Mời tất cả các bạn ăn với mình đó nha. Tôm này mới bắt hồi sáng các bạn. Còn tươi lắm. Đọc qua luôn. Hai ký dừng lộn. Còn nãy mình ăn hết mới mà còn 2 kg các bạn. 2 kg mấy cơ? Ơi da. Ơi nè, con bự nè. Bán trước đó con ơi. Bán. 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 Bán.
rồi lúc đó cha bắt nhiều con. Rồi cậu năm kêu không phải. Mình ở đây á, kêu bằng con chàng này càng đực các bạn. What? What the? Thì mà thả tôm á. Coi thì à... Trời gặt, gặt nè. Ừ, ủa chém muối á. Gặt. Chém muối, muối á. Bự rồi. Bự chứ. Nè, trời đứt cái đuôi luôn rồi. Nào xin trái lao đây. Cái này. Nước. Nước lạnh đây. Ăn trái dừa leo này cho đỡ gáy các bạn. Uống nước. Uống nước. Trái dừa leo thì bự lắm các bạn. À. Ừ. Cha lượm giùm con này. Ngon không? Cao quá. Cái gì lộc. Con này nó. Ngồi lâu quá. Càng nó bị cha con bự là cái càng nó có gai hả? Cha con bự là cái càng nó có gai hả? Là bự là cái càng nó có gai. Ừ. Làm gì? Gặt kìa. Mình ở đây thì kêu bằng càng đực các bạn, còn ở càng đực rồi càng thả càng siêu đực các bạn. Trời ghê chưa? Ghê chưa? Rồi con này kêu mình cũng kêu là con sen nè, sen là cũng là con càng đực các bạn. Con sen á là càng đực, còn con cái là càng cái các bạn. Gừa leo khô thơm ngon. Ngon nha bà. Con càng các bạn, càng tươi ăn ngon lắm. Cái thịt nó dai dai. Rồi ăn vô nó ngay sực sực, giòn giòn, đã lắm. Mình ngon, mình không có tả được luôn các bạn. Wow. Bây giờ mình chấm cái này vô một cái ha. Nhìn dưa leo nữa. Thôi, ngửi ăn. Chấm nhiều lên. Ăn không? Hả? Còn mấy con ăn hết luôn đi. Được cái con càng cái các bạn, càng cái mà tới nó có gạch á, cục gạch nó nằm trên đây nè các bạn. Nằm đây nè, dễ thắt như gần gạch cua, ăn ngon lắm các bạn. Mà ở xứ mình đây giờ không có nuôi càng đó các bạn. Trứng này cũng nó để ở chân bụng. Ừ. Nuôi càng cái thôi, ấy càng đực không à, toàn đực các bạn. Ở đây giờ hồi đó nuôi càng cái càng đực lộn xộn của các bạn. Còn giờ là mình nuôi càng đực không à. Khi mình toàn đực các bạn.
không có nuôi gần cái nữa. Thì gần cái thì nó nằm ở trên đây nè, nó có cục gạch cỡ đầu ngón út mình như vậy các bạn. Ăn nó ngon lắm, nó gì gạch cua mình vậy thôi. Mời tất cả các bạn nha. Càng ăn cũng được nè bạn. Càng ăn cũng được nè. Cục thịt ra, cục thịt chân, thịt đi chân chấu là cái cạn đó nè các bạn. Ngon mà cái đó mình ít ăn. Mình cái xứ này cạn tôm cua cạn thì mình nói thiệt chứ dữ lắm. Ở đây xứ mình đây là cung cấp lên thành phố các bạn. Càng tôm cua thẻ rồi đó các bạn, là cung cấp lên trên phố không, tại vì mình lấy miền Tây mà các bạn, chuyên gì nuôi tôm lúa quảng canh đó các bạn. Vô tay, vô tay, vô tay. No quá. Còn hai con chắc mình xin phép ăn hết này mình nghĩ các bạn. Ngon quá. Dương xin kết thúc clip đây ha các bạn. Thì nhớ cho Dương một like và đăng ký ủng hộ Dương, đặng Dương có động lực ra clip mới các bạn. Xin chào các bạn.